À, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Đây là những tựa game đua xe. Có một hai cái game nó lạc vài tí mình kệ để vào cho nó đẹp đội hình. À, đua xe đua luôn. Gì? Không thể phục vụ à? Kinh hoàng quá. Thực sự rất kinh hoàng cái màn này. Không biết xe ở đâu. Win chưa? Kinh khủng. Lên lên màn 3 rồi, qua màn 2, lên màn 3 rồi nhưng cứ tưởng là kiểu nó bị đánh lại ấy. Nhầm, hóa ra mình chơi đỉnh phết đấy. Mọi chẳng vừa đâu. Vừa đâu. Tôi không phải chẳng vừa đâu. Vừa đâu. Siêu xe Peter Z từ thế kỷ 30. Tôi xin một tương lai đang bị khó quá. Rồi.
gì thế nhỉ? Ông quản xe tương lai khác để siêu thanh rồi. Kiểu như kiểu bắn tia laser của Iron Man ấy. Quý vừa đẹp ngất ngây vừa tải xong mua mất 89.000 đồng. Activating PJ Rovers. Swipe left and right to choose a rover. Cho trên này là mua 89.000 nha. Pick a level and let's race. Race to the finish. Tap anywhere and move your finger from side to steer. Collect power cells to charge up your amulet power. Keep going. Collect gold moon crystals to unlock loot crates. Drive over boost pads for some extra speed. Great! You unlocked a loot crate.
Cho chun này.
Ai, nossa, rất khỏe. Éo. Bén. Sao lại không ấy được nhỉ? Hmm.